Lực lượng phòng vệ Israel ngày 22 tháng 10 thừa nhận một chiếc xe tăng của quân đội nước này đã vô ý khai hỏa và bắn trúng một đồn quân sự của Ai Cập. Tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel nêu rõ, vụ việc đang được điều tra và các tình tiết đang được xem xét. Lực lượng phòng vệ Israel bày tỏ vô cùng lấy làm tiếc về vụ việc này. Người phát ngôn quân đội Ai Cập xác nhận một số lính biên phòng nước này đã bị thương nhẹ do những mảnh đạn pháo bắn từ xe tăng Israel, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo quân đội Ai Cập, phía Israel đã ngay lập tức gửi lời xin lỗi vì sự cố không có chủ ý và đang tiến hành điều tra. Truyền thông Ai Cập khẳng định vụ bắn nhầm này sẽ không làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng viện trợ tới Gaza thông qua cửa khẩu Rafah.